Mì Trộn, Bắc Kim Thang hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Tôi sẽ gửi cái clip này cho chị hai tôi biết. Chị hai tôi sẽ không có hiền như tôi đâu cho anh hai. Chị hai tôi mà giữ được cái clip này á, chị hai tôi sẽ báo công an đó. Gì vậy chị hai đi? Anh thách tôi đó hả? Không thách, tại tôi không có tiền. Được rồi, anh thích thì tôi chịu. Tôi gửi thiệt đó nha. Gửi chưa? Gửi rồi hả? Nhưng mà có chừng chị hai cô coi cái clip nóng, chị hai cô cầm cự không nổi á nha. Chị hai, cái clip này ở đâu có vậy? Tại sao lại có? Còn thầy nữa, thầy lớn già đầu rồi, thầy có ăn có học mà thầy làm cái chuyện này đó hả? Rồi tương lai có thầy ở tù tương lai của tôi sẽ ở tù một góc, rồi bạn bè dòng họ anh em tôi đều biết hết, và cuộc đời tôi tan thành đúng không? Mà công nhận hai chị em đúng là hai chị em ruột luôn á nha, tập thoại y chang nhau luôn. Thì tôi biết tôi sai rồi, tôi biết là tôi quay clip nóng rồi, nhưng giờ bây giờ không có tiền. Không có tiền thì tôi báo công an, thầy phải giải quyết mọi chuyện cho ngày hôm nay cho tôi. Là phải trong ngày hôm nay phải có tiền đúng không? Đúng vậy, không phải tôi báo công an là thầy ở tù mọt gốc. Ok, nhưng mà biết rồi nè, nhưng mà sao mà đứa em gái nó vừa gọi á, nó vừa gọi như nãy cô căng cũng được có mấy giây gì à, mà đâu mà ở đâu bay vô luôn vậy, hay vậy? Tôi làm công việc ở gần đây thì cũng qua luôn. Trời ơi, hay quá luôn, đi làm đâu mà chạy ngang hơn như siêu nhân với trời, bán biến cái bay chạy vô luôn luôn hả? Tình cờ, nhưng mà coi clip nóng chưa? Có rồi. Chịu nổi không? Tôi không hiểu luôn á, làm đầu tiên nếu mà một người chị á nha, thấy đứa em gái mình chưa 18 đúng không? Chưa 18 đúng không? Nhắc lại cái phải không? Trời, em chưa 18 mà em mình đi quan hệ với ông thầy mà vô không bực nha, vô vẫn không bực, không la nó tiếng nào luôn mà vẫn kêu ông thầy gửi tiền tiếp nữa. Ủa, thằng Giao cách cảm hả? Thôi bây giờ tôi không có tiền, giờ tính sao giờ ta? Tôi đi báo công an. Ừ rồi, khi nào báo? Báo liền ngay bây giờ. Ngay bây giờ luôn hả? Cho cơ hội ngày mai báo được không? Nè, tóm lại là anh có gửi tiền cho tôi không? Đừng có giỡn mặt với hai chị em không tôi nha. Không có tiền gửi. Tôi báo công an liền nha. Vậy báo đi. Tôi báo đó nha. Báo đi. Báo đi vậy? Báo đi em. Sao chị hai không báo đi? Chị hai báo đi chị hai. Báo đi. Em báo đi, em báo mới đúng á, em nạn nhân mà. Giờ chị hai báo không? Mỏi cổ lắm luôn rồi đó, quay tới quay lui hoài à. Em có báo ngoan không? Báo không? Báo không? Bây giờ cho 3 giây nè. Giờ không ai báo hết đúng không? Không báo tôi báo. Chứ sao, tôi là công dân tốt nha. Tôi làm sai là tôi sẽ báo chính quyền liền luôn. Thì mình là người tốt mà. Tôi báo ngoan nha, báo giùm nha. Nè báo nè, cô. Thôi bây giờ mở nghe chung nha. Ở đâu anh có cái đoạn ghi âm này hả? Báo công an mà sao bấm lộn cái đoạn ghi âm nào vậy ta? Bây giờ mấy cô chứ thắc mắc là ở đâu tôi có đúng không? Tính tôi là không có chịu mập mờ, cái đoạn ghi âm này ở đâu là tôi phải báo rõ ràng nguồn gốc chứ không thể nào mà bà ám ém được. Không có tống tiền người ta được. Thì để tôi báo cho hai người biết cái đoạn này ở đâu nha. Hai bạn. Rồi, gì mà nghe âm sầm vậy? Chứ sao không? Hỏi thăm bạn. Bạn bị báo công an chưa? Quằn dữ lắm bạn ơi, hết chị báo rồi em báo nữa. Nhưng mà bạn có báo, bạn có lấy tiền lo tiền cho người ta chưa? Đang đi kiếm hổm gài nè. Mày nha, người ta khó khăn lắm người ta mới có được cái clip đó mà bạn tới giờ bạn vẫn chưa đưa tiền cho người ta. Cũng đang lo lắm đây nè, không biết sao nữa. Vì bữa nay không đi làm, rủ ra cà phê với ba. Làm gì, giờ tao không làm tình làm cũng không nổi, đừng nói đi làm việc. Là sao? Là sao gì, tao nhắn tin với mày rồi á, cho tao mượn tiền đi. Mượn tiền? Cái thằng đi làm 12 tháng, đi làm hết 11 tháng như mày mà cũng mượn tiền tao nữa hả? Không có dư hả? Kẹt lắm mới mượn. Mà mày cần làm cái gì? Thằng tao đang có chuyện gấp mày. Giờ bây giờ bạn... Ê! Đừng có nói với tao là đề đớm nha. Làm gì có. Hay là cá độ đó anh? Không luôn. Rồi, cái kiểu này là chắc chắn luôn. Lấy tiền cho gái chứ không đậu chứ. Không có cho. Mà nó ép cho. Gì nghe lạ vậy? Là sao? Thì lỡ ít ấy á, rồi nhỏ nó chưa 18 tuổi. Chị Kháng, mày lớn rồi đó ba, suy nghĩ gì vậy? Còn là thầy giáo nữa mà đi làm cái chuyện đó hả? Thôi chỉ là thầy đi dạy kiếm thêm thôi, chứ đâu phải là thầy thiệt đâu mà không được. Mà tao cũng thấy thật, hôm đó tao làm sao đâu á, tao như con mảnh thú vậy á, rồi tao, nói chung tao điên cuồng luôn. Trời ơi, ở tù đó ba, có phải mày không vậy? Ngày đó tao ước gì tao cũng chưa 18 luôn á, thì đỡ khổ rồi. Mà bữa đó
mà tao cũng sợ sợ mày biết tao nhát cái cỡ nào rồi. Mà hôm đó mày nhìn đi, kinh khủng lắm, tao như hết quên vậy. Rồi mày kể chi tiết tao nghe này. Kể chi tiết gì? Cho coi luôn nè, nhớ coi đâu nha. Nè rõ vậy nè, giờ nó quay được cái clip nó đưa tao coi nè. Áp đù, má là con nhỏ ngon mày. Ngon không? Mà phải mày không vậy? Tao đó, mày thấy nó ngon không? Ngon. Cho mẹ. Cho lấy à? Thiệt, tao cho thiệt á. Thì tao cũng nói thiệt. Ok, tao kêu nó ra cho mày, nha. Giỡn mày thôi. Mày không thấy có gì lạ lạ trong clip hả? Gì đâu lạ, tao nằm trên đúng rồi. Mà nó đâu có giống con người thật của mày bình thường đâu Phan. Tao đấm mày, lẽ bình thường tao nằm dưới. Giỡn với mày thôi. Nhưng mà mày suy nghĩ kỹ đi. Một người con gái 18 tuổi mà lại dễ dãi cho mày vậy sao? Ừ ha, tao đang ở nhà nó. Nó la lên là chuyện nó lên bắt tao rồi. Nó kêu ba mẹ tới cạo đầu mày là hên rồi đó. Mày nghĩ coi, một đứa con gái 18 tuổi mà bây giờ lộ clip ra ngoài, rồi mặt mũi, bạn bè, gia đình. Đúng rồi, đáng lẽ nó phải xấu hổ với ta. Lẽ mày phải là cái thằng tốn tiền nó. Đúng rồi, bà xin lỗi clip tao tốn tiền là nó luôn. Thôi đừng khùng quá trời. Nó chưa bắt mẹ ở tù là hên rồi đó. Ừ nha. Rồi mày đưa cho nó bao nhiêu tiền rồi? Không biết bao nhiêu tiền, nó nhiều lắm rồi. Bây giờ là xe bán luôn. Tao nói mày đừng chửi đâu nha. Tao mà bán được bà già tao là tao bán tao đưa tiền cho nó luôn á. Tao nói mày nha, tao mượn hết tất cả bạn bè đồ đạc tao. Tao nói mày đừng nha. Bộ đồ này bộ đồ duy nhất tao còn giữ lại ra gặp mày á. Tao bán hết đồ luôn rồi đó. Mà nó cứ bắt tao đưa tiền cho nó hoài à. Giờ tao không biết cách nào luôn. Biết tánh mày mà, mày đâu phải người tốt đâu. Trong lớp mày là thằng treo nhất. Cái thằng mà không cho ai mượn đồng nào là tao mượn hết bạn bè cùng lớp rồi. Nó quê cùng mày. Tao mới mượn mày luôn á. Hơi quê nhẹ tao đó, cùng rồi đó. Tao thấy có gì sai sai đó nha. Chứ giờ tính sao? Để tao. Rồi cái clip này lấy đâu ra kỳ vậy? Cái đoạn ghi âm đâu vậy? Sao ghi âm người ta kỳ lén kỳ vậy? Ê mà nói nghe nè, ngày mai em đi mua thêm thuốc kích thích đi. Em không mua cho mấy anh kia xa lưới. Mua đi. Hết rồi. Em biết rồi. À người quen. Nhưng mà sao ghi lén ghi âm người ta? Bậy nha bạn. Lỗi tôi. Tự nhiên cái ghi âm người ta. Ê. Đi sao? Chuyện xong mà đi đâu? Hồi nãy anh có hứa với hai em sao? Anh hứa là anh báo công an đúng không? Dạ, em mời hai anh à. Đứng lên. Đó. Chào anh. Dạ. Chào anh chị. Dạ, em chào anh. Như hồi nãy em có báo cáo qua tin nhắn, qua điện thoại em điện về báo công an á. Là nãy giờ anh đứng ngoài cũng nghe hết rồi. Hai chị em cô này quay clip nóng em, bạn em và rất nhiều người khác tống tiền tụi em. Bây giờ em mong hai anh có một hướng giải quyết cho tình trạng hai cô này nè dùng những cái chiêu như vậy á để lừa tiền, và nhất là các bạn học sinh sinh viên kiểu mà đang đi kiếm tiền á mà bị như thế này thì là một cái vấn nạn xã hội á. Đúng vậy. Và theo những cái trình báo của anh Khang đây thì và anh đã có chứng cứ đầy đủ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai cô. Và bây giờ tôi xin mời hai cô lên phường để chúng tôi tiếp tục lấy lời khai và giải quyết. Mời cô. Mời. Báo công an rồi đó. Cảm ơn mày nha. Không có mày á, chắc tao bán hết tài sản dưới quê á, cũng không đủ tiền đưa cho hai chị em đó nữa. Bạn bè không à, tao không giúp mày thì giúp ai? Lần sau bớt dạy gái lại nha mày. Từ nay tao sẽ không dạy gái nữa, dạy trai. Đồ. Mọi người nhớ subscribe cho Ngậm TV, like và đừng quên để lại ý kiến của mình nhé. Anh nói nằm đi, em mới ngày con sáu nha. Anh muốn ăn không? Chị không cần nói nữa.